Hello, xin chào tất cả các tình yêu và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình nhé. Mình là Phùng Thị Thu Phương, sinh viên lớp P khóa 2 của Đại học EDX. Và trong video lần này, bộ môn Automation Marketing thì mình được giao nhiệm vụ về nhà đó chính là mình sẽ cài đặt cái Python version 3.18 và cài đặt một số thư viện cũng như là tạo một file Python có sử dụng các câu lệnh sweep, print, get, from, now và sẽ tạo một chương trình chạy. Đấy, thì để bắt đầu cái nhiệm vụ ngày hôm nay thì ở trên màn hình của mình có hiện lên một cái link. Đây chính là cái link để chúng ta tải cái file Python 3.7.8. Bây giờ các bạn hãy copy dán lên Google. Đấy, thì ở chỗ này nó sẽ hiện cho chúng ta cái để chúng ta tải về như này. Khi mà các bạn ấn save thì nó sẽ tải về cho các bạn. Ok, và chúng ta sẽ cùng mở cái file, mở cái này lên. Các bạn chú ý đây là bước rất là quan trọng, và chúng ta phải add cái path này cho nó. Và chúng ta install now. Ok. Đấy. Chúng ta sẽ cài đặt cho cái Python này của chúng mình. Ok, chúng mình hãy chờ trong một giây lát thì cái Python của chúng ta sẽ sớm được cài đặt thành công. Ok, và cái này nó đã được cài đặt thành công. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào cái thanh công cụ và gõ cmd ở cái phần Windows và mở với chế độ admin. À, thì đầu tiên chúng ta sẽ khởi động cái Python này bằng cách gõ Python nha. Đấy, thì nó sẽ ra cái version của chúng ta, đây là cái version 3.7.8 này. Ok, sau đó chúng ta sẽ quit khỏi cái chúng ta vừa nhập vào bằng cách chúng mình dùng cái quit như mình đã vừa làm ở đây. Cái tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt đó chính là cài đặt cái lệnh pip, cái câu lệnh pip cho nó. Đấy, thì nó sẽ hiện lên những cái giao diện như này và chúng ta sẽ cùng install một số cái cài đặt của cái một số cái lệnh pip, ví dụ như là pip selenium này. Pip my request, pip time, ok. Rồi, câu lệnh chúng ta sẽ là pip này, giống cách install selenium. Ok, tiếp sẽ là pip install request. Cuối cùng sẽ là pip install time. Ok. Đó, để chúng ta sẽ sử pip list. Đây là cái danh sách. Cái danh sách chúng ta có những cái câu lệnh pip ở đây. Bây giờ chúng mình sẽ thử một cái chơi thử một cái file. Thì ở đây mình có lưu một số cái file và mình file bài tập về nhà buổi 1 thì mình sẽ cùng nhau xem nó hiện lên như thế nào nhá. Đây là cái file và mình sẽ cho nó chạy này. Trước hết thì mình phải dẫn nó về cái file này đã. Okay. Mình sẽ cho nó chạy bằng cách gõ pi dấu cách cái tên file. Đấy. Okay.
và nó có tổng tính thời gian đây. Đấy, và vừa rồi thì mình đã hoàn thành xong bài tập về nhà buổi số 1 của mình và chia sẻ cho bạn một số kiến thức về Python. Và video của mình thì sẽ xin được dừng tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video này. Đây là một môn học và hứa hẹn sẽ đầy những điều thú vị ở đằng sau. Và hãy chờ đón những video đằng sau của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!